Hùng Rô Kiêu Ngạo. Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya lắm. Anh ta leo lên chiếc xe buýt cuối cùng và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi, anh ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy. Chợt anh ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình không còn ai, đường phố thì cũng vắng tanh. Tài xế cũng biến đâu mất tiêu luôn. Nhưng một điều kỳ lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Nỗi kinh hoàng chiếm lấy anh. Anh ta hoảng hốt thét lên. Cứu tôi với! Có ma! Không ai trả lời. Một lúc sau có tiếng cào nhào vang lên. Ma quỷ gì cha nội! Xuống đẩy dùng xe coi! Mẹ thấy bà!